Và tiếp tục chương trình, chương trình kính mời quý anh chị các bạn cùng đến với tiếng hát của nghệ sĩ hài Hoàng Tơ. Anh là một nghệ sĩ hài đã gắn bó với chương trình và ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn trong các số trước, và hôm nay hân hạnh được đón tiếp anh nơi này. Chúc cho anh Hoàng Tơ nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi nha. Cảm ơn MC xinh đẹp. Kính thưa các cô chú anh chị, các anh đồng nghiệp, hôm nay công nhân viên lần đầu tiên em đến phòng đài Lily và cho chương trình Cần Câu Cơm, hôm nay là số 40. Chúc cho chương trình của anh nhà báo Đại Phú là Khổ Gia Trường luôn luôn đồng hành, và rất mong các mạnh thường quân ủng hộ chương trình cho chương trình này được tồn tại lâu dài, và tôi cầu chúc cho chương trình mãi mãi để cho các nghệ sĩ khó khăn nhận được niềm hoan hỷ và may mắn trong cuộc sống, và xin chúc tất cả quý vị được luôn luôn được nhiều sức khỏe. Nhà một lần nữa con xin gửi hai câu dùng gỗ trong bài Cơn Bão Biển. Xem đoàn cái lương Hương, Dạ Lý Hương bên phòng Mông Tiền, cái tuần 7 mùa hoa nở
lúc đó chị đẹp quá. Dạ, hôm nay hơi gặp là đến với chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ. Hôm nay Hoàng Tơ xin đóng góp một lớp phụng hoàng 12 câu được mang tên Kiếp Cầm Ca. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Điều thuốc chuyện nhau ta đắm mình trong hư ảo, nhưng thương thay ta chỉ là con nhàn kêu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn các thầy.